Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay ngày 4 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố và các đơn vị địa phương. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 92 ca mắc COVID-19, trong đó có 48 ca đã được cách ly trước đó, 38 trường hợp ở khu phong tỏa. Ngoài ra có 6 ca chưa được cách ly, trong đó có 2 sinh viên trường kỹ thuật y dược phơi nhiễm khi được tăng cường lấy mẫu tại quận Hải Châu. Ngày hôm nay, riêng chuỗi lây nhiễm từ cảng cá Thọ Quang đã có 76 ca mắc mới. Quận Sơn Trà vẫn là điểm nóng của thành phố khi có thêm 59 trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, từ ngày 10 tháng 7 đến nay, thì Đà Nẵng đã vượt mốc 1.000 ca bệnh. Cụ thể, đã có 1.015 ca mắc COVID-19. Qua xét nghiệm sàng lọc các khu vực nguy cơ cao và đại diện hộ gia đình, ngành y tế đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại quận Sơn Trà vẫn rất cao và thành phố sẽ tiếp tục xét nghiệm tất cả các hộ gia đình tại 5 phường đang tiến hành phong tỏa để tiếp tục sàng lọc. Trong ngày, các địa phương đã xử phạt 23 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 lưu ý dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt là tại quận Sơn Trà, nên cần tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, tiếp tục xét nghiệm sàng lọc tất cả người dân tại 5 phường đang phong tỏa. Đặc biệt, các chốt chặn phải kiểm soát chặt chẽ, không để người ra ngoài trừ trường hợp đặc biệt. Trường hợp rất đặc biệt về vấn đề cấp cứu hay là vấn đề vận thì phải tới nhanh để kiểm tra trước. Trong mới xử lý và giám sát chặt chẽ cái việc này, không để bất kỳ một cái ai ra nếu không có một lý do và không sự kiểm soát của chính quyền chúng ta, vì cái khu này là nguy cơ rất cao để bảo vệ cho thành phố nữa. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng lưu ý quận Liên Chiểu tập trung xử lý các ca bệnh phát sinh tại khu phong tỏa trên đường Nguyễn Như Hạnh, các địa phương kiểm soát chặt chẽ các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo, tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nếu không đảm bảo thì cho dừng hoạt động. Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm giãn cách theo chỉ thị 05.